Anh chào các bạn. Cô bé Masa của chúng ta hôm nay có kế hoạch là chụp thật nhiều những cái bức ảnh tươi sướng rất là đẹp, nên cô bé ấy đã chuẩn bị rất là nhiều váy áo và những cái phụ kiện kèm theo để có những bức ảnh thật đẹp. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng mình tham gia cùng cô bé Masa nhé, giúp cô bé ấy lựa chọn những bộ váy áo thật đẹp để cô bé ấy có những cái bức ảnh tự sướng cũng thật là đẹp nhé các bạn. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng giúp cho cô bé Masa nào. Đầu tiên chúng ta sẽ giúp cô bé lựa chọn những bộ váy áo thật là đẹp nhé. Của chúng ta thử từng bộ xem nào các bạn nhé. Wow, hình như bộ này có vẻ hơi đơn giản. Được không các bạn? Bộ này với bộ váy áo này vẽ mà sao của chúng ta hình như xong sẽ chung hơn phải không các bạn? Để chúng ta sẽ lựa chọn những cái khăn chùm đầu khác để xem nào. Hình như không hợp rồi. Này được không các bạn? Cho chị một cái nơ nào. Này để xem còn những phụ kiện nào cô bé Masa của chúng ta đã chuẩn bị những phụ kiện nào nữa nhé các bạn. Kính nào sẽ phù hợp với bộ mặt kính nào đây? Được không các bạn? Chúng ta cũng thử những cặp mặt kính khác thử xem nhé. Mình như không đẹp bằng rồi, có vẻ cũng không phù hợp, hình như cũng không đẹp, như chẳng đẹp, hình như không hợp với bộ đồ này thì phải. Kính đầu tiên này hợp với cô bé Masa hơn phải không các bạn? Nào, bây giờ chúng ta sẽ gắn xem lên mắt nhé các bạn. Cô bé ấy sẽ phù hợp với cái lên mắt nào đây? Màu xanh được không các bạn? Màu nâu này, màu đỏ này. Cô bé hơn phải không các bạn? Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem giày đi nhé. Cũng rất là nhiều đôi giày đẹp. Để xem đôi này được không các bạn? Hay là chúng ta thử tiếp đôi này nhé. Hình như là với đôi giày này thì nó tuyệt với cái bộ đồ của cô bé Masa hơn thì phải. Chúng ta chọn đôi giày này luôn nhé. Còn những cái gì nữa đây? Dây chuyền này. Đẹp quá đi. Đây được không các bạn? Hình như hơi không hợp thì phải. Mình thì hình như là đây. Bộ đồ này phải không các bạn? Còn phụ kiện gì nữa đây? Túi sách này. Túi sách nào đây nhỉ? Này nhé các bạn. Bây giờ cô bé Masa của chúng ta trông cũng khá là xinh xắn rồi phải không? Nào bây giờ chúng ta hãy chụp cho cô bé ấy một bộ hình nhé các bạn. Sao nữa các bạn ơi, tiếp theo nào, vẫn còn
rất là nhiều mẫu váy áo dành cho cô bé Masa. Chúng ta hãy cùng cô bé Masa lựa chọn những cái bộ váy áo và những cái cũng như những cái phụ nữ khác để có những phôi hình đẹp tiếp theo nhé. Hình như hồi nãy chúng ta lựa chọn váy này. Đây tiếp theo là bộ váy ngắn, thử xem các bạn. Wow, thật là trẻ trung. Tiếp theo, coi những bộ đồ tiếp theo coi nào. Dễ thương quá đi các bạn ơi. Bộ này hình như là không đẹp lắm. Có vẻ như bộ đồ đầu tiên này là xinh nhất phải không các bạn? Chùm đầu khác nhé, nghe được không các bạn? Cho điệp màu mà hình như là nó không được nổi lắm, không đẹp rồi, hình như cũng không đẹp luôn. Nghe được không các bạn? Có vẻ cái chùm đầu hồng này làm cho bé Masa của chúng ta trông dễ thương hơn. Rồi, này được không các bạn? Cũng đường được thôi à. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một cặp mắt kính khác cho phù hợp với bộ trang phục này nhé. Dưới bộ trang phục này thì có vẻ như là cặp mắt kính này là phù hợp hơn phải không các bạn? Chúng ta xem nào, hay là cái này? Xem kỹ lại coi. Có vẻ là cái này chồng cô bé ấy chồng cô bé hình như là nữ tính hơn. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn một cái sợi dây chuyền khác nhé. Tối đi rồi, cũng vậy luôn. Đây không các bạn, cũng chẳng đẹp luôn. Này cũng không đẹp luôn rồi. Ôi quá đi mất. Vẫn là sợi dây chuyền này hợp với bộ trang phục này nhất thôi. Nào bây giờ chúng ta gắn len khác chồng, gắn màu mặt khác cho cô bé nhé. Này nhé các bạn. Bây giờ mình là một đôi giày khác thôi. No, thật là đẹp quá đi. Hay là đôi này các bạn? Đôi này hay đôi này đây? Thôi, đôi này đi, đôi này trông có vẻ đẹp hơn. Túi xách nào đây? Được không các bạn? Hay là này? Theo mình hiện là cái túi xách này đáng yêu hơn. Này nhé các bạn. Nào chúng ta hãy chụp cho cô bé Masa một bôi hình khác thôi. Hay xong rồi đấy. Tiếp theo một kiểu khác nữa nhé các bạn. Lựa chọn một bộ đồ khác thôi. Quá nhiều váy áo đẹp cơ mà. Này, ôi thật là đáng yêu quá đi. Để xem đây. Không đẹp. Thì chúng ta lại chọn chiếc khăn chùm đầu này nữa nhé. Này nhé các bạn. Tiếp theo nào, một đôi giày nữa thôi. Đôi giày này nhé các bạn ơi. Đây nhé các bạn. Đây này này. Đôi này đi. Hình
như đôi này đẹp hơn thì phải. Rồi, tiếp theo chúng ta lại nhắn lại khác cho cô bé nhé. Đây nhé các bạn. Cuối cùng chúng ta chọn một sợi dây chuyền khác thôi. Đây nhé các bạn, sợi này trông có vẻ hợp với bộ đồ này hơn. Một chiếc túi xách nào. Wow. Trời nhé các bạn. Cô bé Nga ơi, cười lên nào. Chúng ta là một ôi cuối cùng thôi. Trò chơi của chúng ta cũng đã kết thúc ở vô hình thứ ba này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và giúp đỡ lựa chọn trang phục để cô bé Masa có những đích hình đẹp nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.